Anh. Hả? Mọi người cứ hỏi là bao giờ mình cưới. Sang tháng. Anh hỏi bố mẹ chưa? Anh hỏi rồi. Nhưng mà em bảo này, tầm 3-4 giờ chiều mình rước dâu được không? Cái gì? Tầm 3-4 giờ chiều mình rước dâu. Sao lại rước dâu vào buổi chiều? Em không quen dậy sớm, chỉ tầm 1-2 giờ chiều em mới dậy thôi. Đấy, cưới được thì cưới, không cưới được thì thôi. Việc gì mà phải vã rồi.